Vợ cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn khóc nghẹn trong vô vọng, đi tìm chồng nhưng không biết chồng ở đâu. Vợ của ngoại binh Hoàng Anh Gia Lai gào thét khi nghe tin chồng gặp tai nạn giao thông. Tại căn chung cư được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cấp cho các ngoại binh, vợ của tiền đạo Paulo Madiria Oliver biết khóc và thét lên trong vô vọng khi nghe tin chồng gặp tai nạn. Không biết tiếng Việt Nam, không người quen thân thích, không biết đường xá đi lại và cũng không biết vợ chồng ở đâu. Dường như cảm xúc lúc này của cô chỉ là bất lực. Sau khi tìm đủ mọi cách để liên lạc với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, một thành viên làm việc ở học viện đã đến nhà để an ủi cô. Theo lời kể lại, nữ cán bộ của Hoàng Anh Gia Lai đã không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh nhà cửa đã được thu dọn ngăn nắp, hai vali đồ được xếp ngăn ngắn. Cô gái này đã hoàn tất xong xuôi mọi việc để chờ chồng về cùng cái hẹn 15:00 ngày 12 tháng 8 sẽ cùng nhau chuẩn bị về nước thăm mẹ. Nhưng có lẽ lời hẹn ấy sẽ chẳng thể nào cùng nhau thực hiện nữa. Cũng vào khoảng 15 giờ hôm đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Y Hớ, Chư Pư, Gia Lai, khiến ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gồm trợ lý huấn luyện viên Ninh Dương Minh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paulo Madiria Oliveira qua đời. Cán bộ của Hoàng Anh Gia Lai cùng vợ của ngoại binh sinh năm 1996 vội bắt xe đến hiện trường. Tại đây cô gái thẫn thờ khi nhìn thấy chồng lần cuối. Khoảnh khắc cô đứng từ xa nhìn về chồng được cầu thủ A Hoàng ghi lại, đôi mắt ấy chứa đựng một sự tuyệt vọng, một cảm xúc trong lòng như vỡ vụn. Thi thể của Paulo được đưa về bệnh viện và chờ người nhà từ Brazil bay sang Việt Nam đón anh về với mẹ. Vợ của ngoại binh này trở về căn chung cư quen thuộc của hai vợ chồng, cả đêm qua cô không ngủ, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má. Đời cầu thủ là thế, nay đây mai đó nên người thân của họ cũng phải đi khắp nơi làm điểm tựa để chồng an tâm thi đấu. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Song Lâm Nghệ An ngày 11 tháng 8 cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của chân sút gốc Brazil và mang quốc tịch Bồ Đào Nha ở đấu trường V. Liga. Còn cô gái này đã ở bên Paulo suốt chặng đường vừa qua khi anh đến Việt Nam thi đấu. Và cô vẫn đang chờ để đưa chồng về với mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.